Làm gì ngày nào mà cũng chở cái mỏ qua nhà tôi bà kiếm chuyện tôi rồi bà nội. Ú, phàm phú, ăn nội phàm phú. Cái miệng là cái miệng, cái mỏ là cái mỏ. Anh đừng có ăn nội như rửa người ta nhìn vô người ta đánh giá. Đây là cái miệng, còn bên đó là cái mỏ. Này, tôi không có nhìn anh mà.